Thì xin chào mọi người, mình là Zikdi Top đây. Và sau 3 video test build cho Zikter của mình thì mình nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn và mình rất cảm kích về điều đó. Nhưng mà có vẻ nó hơi nồng nhiệt quá, bây giờ mình phải chịu sự ảnh hưởng của nó. Trời Zik phun phép đi anh, trời Zik phun phép đi bờ rồ, Zik trượng bùng nổ cộng thần quang đi anh. Và cái comment được nhiều like nhất video. Hello anh trai cầm Zik chí mạng phép đi một chọc một mạng. Thiệt là đậu xanh, thiệt là vãi trưởng, mình có thù hằn gì với mọi người mà làm của kêu mình mang Zik phun phép ác vậy. Thôi thì xác định chuyến này mình bay 12 uy tín không có nhưng. Vì cũng nhiều người yêu cầu mình mang phù hiệu thần quang nên mình sẽ mang thần quang cộng tăng sát thương giáp và chí mạng phép, còn hai nhánh phụ thì tăng sát thương và lướt tăng sát thương. Còn build đồ thì mình sẽ mang thánh kiếm theo yêu cầu của bạn comment nhiều like nhất, sau đó là thập tử kiếm gươm tận thế trượng bùng nổ và cầu băng xương. Thế là xong build đồ. Còn đây là bảng ngọc mình sẽ mang theo, tuy nhiên chỉ đủ để nâng lên level 75 thôi, xác định là phế vại o luôn. Xong xuôi thì vào ngày với ván danh đi đơn của mình. Mới ở giai đoạn cấm chọn thôi mà mình đủ thấy của chí mạng phép này sẽ bất ổn rồi. Mình cũng mong mọi người like và đăng ký cho mình có thêm tí động lực để không bị suy sụp tinh thần sau trận đấu này. Nhớ là còn build đồ gì cho Zikter mọi người muốn mình thử thì hãy bình luận cho mình biết nhé, mình sẽ chọn ra bình luận được nhiều like nhất để làm. Thì kiểu gì mình cũng phế nên mình phụ Zuka ăn bùa để nó phụ mình hội đồng thằng phở lo. Xong cũng nhanh chân chạy ra dọn lính, kẻo mất lính thì mình thọt sấp mặt. Thằng phở lo cứ nghĩ mình núp bụi nên không dám dọn lính cao, thằng này chơi kỹ ác. Cảm ơn bạn đã chờ mình ra farm chung, mình tặng bạn một cú hất nhé. Mà mình chợt nhận ra mình mang ngọc phép không có sát thương để đánh nó nên cũng chỉ có thể cấu diện nó được thôi. Mọi người gặp kèo phở lo biết múa đánh kỹ thì dáng cấu diện nó cho nó lùi sâu tí để mình dễ ép hơn nhé. Mà pha này Zuka lại ăn con rơi không chạy ra phụ mình nên mình đánh lui. Thanh niên phở lo tận dụng cơ hội ăn luôn con qua nhưng gặp mình vẫn sợ nên lui lại. Lúc này mình chiêu hai chiêu một lao ra hất tung nó mà đậu xanh đang có bé tí. Như mà mang ngọc chuẩn là pha này nó gặp ông bà rồi. Vai o lo múa lính đi. Cảm giác của mình lúc này vừa hối hận vừa cay cú khi nghĩ ra ý tưởng này. Giờ nó còn farm lính trước mặt mình là đủ hiểu độ khinh thường của nó đối với mình rồi. Mà đành phải đánh thôi chứ biết sao giờ. Định biến về thì nó chạy ra dọa mình, khi này mình cũng chỉ có thể tiếp tục cấu diện nó vì ngọc phép lấy đầu ra đam. Kèo này khác gì kèo thể lực đâu, chơi game thôi mà ngón tay mình cũng thấy nặng rồi. Bây giờ mọi người không đánh được nó nữa thì ôm như mình nhé. Đừng có âu với con phở lo, nó lên level 4 là ulti chết mình luôn. Ai cha mình diện nó thôi mà nó đòi băng trụ múa mình, thế thì mình bộc phá mà đậu xanh thằng Elan đo ganh mình. Hồi sinh xong mình chạy ra cùng tem ăn rồng vì trước đó tem mình vừa thắng giao tranh tem bạn. Mình lúc này nghĩ vẫn còn cơ hội cho build đồ này. Quay ra thì thấy Ensou móc được thằng giáp thì mình lao lên bố mạng thơm phức. Rồi nhanh trận chạy thục mạng lên đường top để dọn lính. Món đầu tiên mình lên chính là thánh kiếm để có tí đam trụ đường với nó, lỡ mà nó biết mình lên phép là nó băng trụ mình, lúc đó mình khóc hết cứu. Mà pha này nó không dám tranh rơi với mình nên mình cũng ăn nhanh lấy thêm vàng. Nói ăn nhanh vậy thôi chứ cũng phải 2-3 hất chiêu 1 chiêu 2 mới ăn được. Đậu xanh lâu ác. Săn ăn xong nó cũng đẩy lính vô trụ mình ra dọn nốt luôn. Thấy Zuka ganh mình thì mình chủ động lên cao check mark thì thấy nó với thằng Elando đang ăn tà. Mà vừa chạy ra là nó ăn xong, nhưng còn thằng Flo thì mình với Zuka hội đồng đó nhưng thằng Elando lại chạy ra nên cả hai bên đường ai nấy đi. Bây giờ mà gặp con Elando là nó bắn cho nát bét, vì vậy mình không nên đấu. Mình tiếp tục núp bụi chờ nó lên cao đẩy lính thì chiêu 2 chiêu 1 nó khiến nó bay nửa cây. Nó bị đánh cho yêu máu nên pha này run tung hoa trượt. Mình thừa thế lên cao kiếm góc sốc chết thằng này. Pha nãy mình chiêu 2 chiêu 1 dính nó là nó bay nửa cây, mà không hiểu sao pha này làm ý như vậy mà nó mất có tí máu xong quay lại dí mình. Nó hồi ulti xong múa mình đến chết mặc dù đã cố gắng chạy. Má quên mang theo ngọc tốc chạy nữa thì hết cứu. Hồi sinh ra lần 2 thì thằng Flo và Elan đo múc luôn cái trụ ngoài đường top của mình nên mình đánh chơi thấp. Nhưng pha này thằng Phở Lo lại lên cao dọn lính mình và Zuka nhân cơ hội này hội đồng nó tiếp. Mình chờ Zuka vô câu ulti nó trước vì mình khó chạy hơn. Khi nó hụt hoa rồi thì xác định lên thớt với mình và Zuka. Ai ra có chống cự đấy nhưng không đáng kể lắm. Rồi chạy lên dọn đợt lính nhanh để ép trụ nó. Mọi người chơi Zikter nhiều thì sẽ biết Zikter đẩy trụ khá chậm so với những đấu sĩ khác. Vì vậy nếu đầu game mà lấy được trụ top của tem bạn sớm thì rất thuận tiện cho việc farm và đi gank.
Như bây giờ mình đang cố gắng hết sức để dọn lính xong đầy trụ của Floor. Mình dù có phế nhưng cũng không phải không có tác dụng. Đậu xanh thằng Floor hồi sinh rồi mà một chém có 200 mấy máu trụ. Bây giờ mình làm thằng liều luôn, nó có ra tới thì mình vẫn đẩy cho xong rồi đi gank. Hên nó không còn tốc biến. Xong mình dịch chuyển xuống mid để thủ lính giúp mid và farm thêm vàng. Trong khi đó đường dưới tem mình có giao tranh to và có vẻ tem mình thua thế hơn tem bạn. Ai chà, đậu xanh thằng Elan đo đâu ra vậy? Mình pha này cố gắng dụ nó vô bụi để chạy đi mà nó có bùa đỏ làm chậm mình, đành bất lực lên bảng cay thật. Thì bây giờ với cuộc KDA33 thế này nói mình phế cũng không hẳn, nhưng đam mình quá đuối nội đầy lính thôi, cảm giác như đang giao tranh tổng với tem bạn vậy. Hên ông kia bình luận kêu mình lên cả thánh kiếm nên mình vẫn có tí đàm chí mạng. Dọn xong đợt lính thì tem mình bị ép mất trụ mít. Lúc này hai bên lao vào giao tranh và có vẻ tem mình lỗ thế hơn một chút. Nhưng Sở Lim đã gỡ được mạng của Zad. Còn mình và Zuka có góc bọc sau đẹp lao vô phản giao tranh tem bạn. Mình thì KS được mạng của con bò. Đậu xanh chọc một ca đam chí mạng phép mà không làm bất máu còn quả mấy. Mình và Zuka tận dụng cơ hội này ép luôn trụ mít của tem bạn. Cơ bản vì tem bạn biết chắc sẽ không thủ được nên chia ra đầy lính cao. Rồi mình cùng ông Zuka chạy qua liếm con bùa xanh của Elandor. Gặp phải sự khó chịu của thằng Hazate, nhưng mình với Zuka tham mạng chứ có tham bùa đâu mà đi gian dị như vậy. Chừa cái tật đó đi nhé. Phụ Zuka ăn xong xuôi con bùa xanh thì mình lui về. Bây giờ tem bạn mất AD thì rất khó để thủ trụ, trừ khi có con phở lo lao ra giao tranh cản tem mình cho em Lan đo thủ thì may ra thủ được. Và điều đó cũng khó xảy ra nên tem mình búc luôn cái trụ đường rồng của tem bạn. Nhìn trên mini map mình thấy đang có giao tranh đường giữa và phở lo khắc được ulti vô Enso. Nhưng Enso lại hất phở lo về xong đi ly rìa chết thằng phở lo, còn mình ulti lao vô để đội quần lên đầu. Mình cũng khá bất ngờ với build đồ này mà tem mình vẫn giữ được thế trận không thua tem bạn. Đúng là thắng bại tại đồng đội mà tem cứ coi như không có ai đi top là được. Tình huống này Lily chạy ra cấu rỉa nhưng bất thành nên lùi về, mà thằng Hazate lại lao lên đầu tận dụng điều đó mình cho nó lên bảng mà đen không có ai phụ nên mình cũng nằm theo. Đậu xanh bây giờ mình mỏng như tờ giấy, ăn một của ulti của thằng Zad là cúc luôn. Của build đồ này tem nhìn mà ngán ngầm, nhưng vì mình đã làm rồi thì làm cho tới. Tem mình định kéo ra mid để bắt lẻ thằng Floor nhưng nó chạy mất tiêu. Giao tranh tổng tem mình có Enso và Lily khá khó chịu, vì vậy tem bạn cũng dè chừng. Thấy nó dọn lính láo thì mình ulti mà nó chạy mất tiêu giống thằng Floor. Ai cha, thằng em Lando này khá. Hiện tại mình đã lên được một thanh kiếm phép và thanh kiếm một chọc có thể bay nửa cây AD tem bạn. Nhưng mà cho chắc ăn hơn thì mình sẽ farm nốt cây còn lại. Tem bạn thấy vậy bắt đầu kéo ra check map. Rồi Enso lại đi móc con bò hên Lily, cơ động không thì Lily tâm sự với nó cả trận. Móc cho đã vô rồi bỏ chạy, mình thấy phở lo khắc ulti được nên ke cho tem chạy về, vì thà mình chết còn hơn bây giờ giao tranh mình chả có đam máy. Má cái thằng Enso này móc nó về chi rồi đổ thừa. Tem bạn quyết định thả tà thần ở mid nhưng lại chỉ có con bò lên ép tem mình, nhân cơ hội đó hội đồng con bò mà nó chạy nhanh ác. Tự nhiên thằng Elandor lại áo game giật lại, lần này thì không hên như lần trước nữa mà lên bảng luôn. Thế là tem mình lấy lại được thế trận. Mình tiếp tục lên cao lấy sai cho tem. Thì tem kéo xuống ăn rồng nên mình chạy ra phụ có gì kè cho tem ăn. Bây giờ tem bạn thiếu rừng thì ăn mục tiêu dễ hơn hàng mọi người, khi đi giành cũng tận dụng như tem mình nhé. Bây giờ tem bạn ôm đi farm luôn rồi, vì vậy không phải sợ gì hết. Ăn xong con rồng thì mình tiếp tục chạy ra núp lấy sai cho tem. Thấy Zuka đang đánh nhau mình cũng không quan tâm mấy, chờ Zuka chạy về tem bạn có dí theo thì mới phản giao tranh được. Mà lại không có thằng nào dí theo nên mình cũng bỏ ý định phản giao tranh. Xong chạy qua núp bụi lấy sai cùng ông em sâu. Ai cha, ông này không nhìn rõ tem đang ở đâu hay gì mà móc nó lại, mình bây giờ không có đam làm sao mà làm gì nó được. Thì hồi sinh xong thấy tem mình đang đánh nhau mình nhân cơ hội này lao ra phụ và ăn được mạng của Floor. Con bò cũng hết chiêu nên không chạy được. Mất 4 người chỉ còn rác thì tem bạn không thể ép trụ được nữa, mình và tem chia nhau ra dọn lính. Ây ra nó đá một phát bay nửa cây của mình đau thật. Nhưng mình biết chỉ có mình nó không làm được gì nên cũng lui lại chờ nó rút lui thì mình ra dọn tiếp. Mọi người có phế thì cũng phải đẩy lính cao lên, vừa có vàng vừa áp đặt được thế trận, lúc đó mới dễ khiến tem bạn mắt lỗi được.
Như tình huống này, Zuka đẩy lính đường rồng cao lên tem mình, thấy vậy mới dám dọn lính cao được. Còn con tà thần vì vậy mình cũng không được chủ quan mà nhanh chân chạy lên lấy sai chức cho tem. Lần này lại là mình cùng ông En sâu núp ngay góc cũ, nhưng lần này tem ở gần hơn nên có thể bắt lẻ được. Tem bạn khi này dọn lính mít xong chắc chắn sẽ chạy lên hàng bù đỏ để trách sai tà thần. Mình và En sâu vẫn núp chờ thời tem bạn kéo ra để bắt lẻ. Khi này Phở Lo và con bò đi ra trước để lấy sai. Mà hai thằng đó lại lao vô mở giao tranh tem mình luôn, mình không chạy ra phụ hằng mà chờ chủ lực tem bạn ra để bắt. Bắt được thằng Elando thì tem bạn coi như thiếu đam và Phở Lo không chịu nổi nữa nằm lại. Tem mình thừa thắng xông lên bắt luôn con bò. Song Zuka Dio bị thằng Zat ulti lên bảng nhưng Zat cũng không chạy được, thành ra tem bạn lên bảng tận 4 người. Khi này chỉ còn mỗi thằng Hazate mà tem mình còn đợt lính thì chạy ra ép win luôn. Được En sâu hồi huyết nên mình pha sau sẽ chủ động lao vô tanh trụ cho tem. Bây giờ thằng Hazate sẽ rỉa lính chở tem ra mà Lily tem mình tốc biến vô trụ sốc nó cùng tem lên bảng 5 thằng. Vậy là mình giành được chiến thắng với build đồ này. Kết thúc ván đấu mình chỉ giành được hạng 4S đấu sĩ hên sao á, chắc do mình không fit nhiều lắm. Thì sau khi trải nghiệm build đồ thánh kiếm chí mạng phép của bạn này thì mình công nhận là hết cứu. Nhưng vì mọi người yêu cầu nhiều nên chắc mọi người sẽ quan tâm xem Zik có nên lên phép hay không, và câu trả lời của mình là bỏ đi mà làm người hên có tem gánh thì win, còn mà tem lỏ lúc đó bay 12 uy tín, thật chứ không đùa.